Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh Vibox Kids Coloring. Hôm nay chúng mình cùng tập vẽ và tô màu cho một bạn nhỏ đang cầm đèn ông sao nha. Bạn ấy có một mái tóc xoăn tít luôn nè. Nhìn như đám mây vậy á. Chúng mình cùng quan sát họa sĩ và vẽ theo để bạn mình thì là đẹp trai luôn nha. Ok, mình đang vẽ theo cẩn thận lắm nè. Vẽ xong đôi mắt to tròn rồi thì chúng mình vẽ thêm cái mũi với cái miệng đang cười thật tươi nữa. Phần thân này thì các bạn quan sát kỹ xíu để vẽ theo nha. Tại vì bạn ấy còn đang cầm lồng đèn trên tay nữa. Nhưng mà chúng mình vẽ hình dáng bạn ấy trước rồi mới vẽ lồng đèn qua sau. Mình hiểu rồi, phải vẽ động tác tay đang cầm lồng đèn đúng không? Chính xác là như vậy đó. Mình thấy cũng dễ thôi, cứ xem rồi vẽ theo là được à. Vậy thì chúng mình cùng hoàn thành luôn phần chân và giày của bạn ấy để chuyển qua vẽ lồng đèn nha. Yay! Lồng đèn ông sao thì chúng mình vẽ bé bé xinh xinh thôi. Vẽ to quá là lồng đèn che mất tiêu bạn nhỏ này luôn đó. Cầm cũng bị mỏi tay nữa. Vẽ xong, chúng mình dùng bút đen tô lại cái nét vẽ cho tranh sắc nét và nổi bật hơn nè. Ok, mình đang vẽ cẩn thận lắm á. Các bạn nhỏ cũng kể lại cùng với mình nha. Yay! Mà các bạn còn nhớ con trai trong tiếng Anh là gì không ta? Mình nhớ chứ, từ này dễ mà, con trai trong tiếng Anh là boy. Vậy còn ngôi sao trong tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh ngôi sao là star. Đúng chính xác luôn. Như vậy là phần vẽ của chúng mình hoàn thành rồi đó. Cùng chuẩn bị màu để tô cho bức tranh thì là rực rỡ luôn nha. Các bạn nhỏ có thể chọn màu theo ý thích của các bạn nè. Không cần phải tô giống như mình đâu nha. Miễn sao tô đẹp là ok hết đó. Mình thì dùng màu xanh dương trước nè. Mình sẽ tô vào áo của bạn ấy màu xanh dương. Trong tiếng Anh thì xanh dương là blue. Chúng mình chỉ tô vào thân áo thôi. Không cần tô ở cái viền trên cổ với tay áo đâu nha. Xíu nữa chúng mình sẽ tô màu khác lên cho nổi bật á. Giày của bạn ấy mình cũng tô màu xanh dương luôn cho đồng bộ nè. Chỉ tô giày thôi. Còn đế giày với lại đôi vớ thì để dành tô màu khác nha. Xong rồi thì mình dùng tiếp màu vàng, yellow để tô lên cái viền trên cổ áo và tay áo nè. Đôi vớ của bạn ấy cũng có màu vàng nữa. Vớ vàng rồi thì đế giày cũng vàng luôn đúng không? Đúng rồi đó, các bạn tô cẩn thận nha, tại mấy chỗ này nhỏ xíu à. Phần ở giữa của ngôi sao năm cánh cũng có màu vàng nữa. Còn năm cánh ở ngoài thì để dành tô màu khác cho nổi bật nha. Yay! Mấy cái tua rua ở ngoài lồng đèn cũng tô màu vàng luôn. Quá nhiều màu vàng rồi. Vậy thì hết vàng, chúng mình dùng tiếp màu đỏ nha. Màu đỏ trong tiếng Anh là red. Chúng mình cùng tô vào năm cánh của lồng đèn ông sao cho thật cẩn thận và đều màu nè. Yay! Cái lưỡi của bạn cũng có màu đỏ luôn. Tiếp theo, chúng mình lấy lọ màu xanh lá ra nha. Trong tiếng Anh thì xanh lá là green. Cùng tô vào cái quần sọt dễ thương của bạn ấy nè. Mình bật mí một mẹo hay khi tô màu cho các bạn nha. Đó là tô theo chiều ngang như trên video á. Như vậy thì tranh của chúng mình sẽ đều màu hơn, cũng không bị lem màu nữa. Nhưng mà cách này chỉ áp dụng được cho mấy chỗ bự bự thôi. Chứ còn nhỏ xíu như tay cầm này thì không tô ngang như vậy được nha. Chúng mình dùng tiếp màu nâu, brown để tô lên mái tóc xoăn của bạn ấy nè. Sao không tô màu xanh luôn cho giống đám mây vậy? Không được đâu, cái này là tóc mà, đâu phải mây đâu. Ừ ha, tô màu xanh chắc là nhìn giống như bạn ấy đang đội đám mây trên đầu vậy á. Cái này là tô xong rồi hả ta? Chưa đâu nha, chúng mình còn dùng màu be để tô là màu da của bạn ấy nữa. Màu be trong tiếng Anh là beige. Tô đều màu lên mặt của bạn ấy nè. Lỡ che mất cái mũi xíu thì lát nữa chúng mình dùng bút đen vẽ lên lại nha. Chủ yếu là màu da của mặt, cổ với tay chân phải đều nhau á. Chứ khác màu hoặc là có đốm đốm thì không có đẹp đâu nha. Mình biết rồi, mình đang tô cẩn thận lắm nè. Các bạn nhỏ cũng vậy luôn nha. Yay! Tô xong, chúng mình cùng đợi xíu cho màu khô rồi dùng bút đen vẽ lên lại cái đường nét thêm lần nữa nè. Nhớ vẽ cái mũi bị che mất tiêu lúc nãy á nha. Mình nhớ mà, vẽ lại liền rồi đó. Nãy tô màu chúng mình có làm mờ mất mấy nét vẽ á. Giờ vẽ lại là bức tranh nổi bật lên liền. Đúng rồi đó, bước này quan trọng lắm á nha. Nên là chúng mình hãy vẽ lại cẩn thận cho bạn nhỏ với lại lồng đèn ông sao luôn nè. Trung thu tới rồi, phải vẽ cho bạn thật đẹp trai để tự tin vui vẻ đi trước đèn nha. Nói vậy là mình cũng sắp được chơi đèn trung thu rồi hả? Yeah! Đúng rồi đó, các bạn nhỏ đều háo hức đi chơi đèn đúng không nè. Wow, ở đây là khu vui chơi hả? Còn có một bạn gái xinh đẹp tới rước đèn cùng chúng mình kìa. Trời ơi là vui luôn.
Để không bỏ lỡ bất kỳ tập tô màu nào, các bạn nhớ bấm like video, chọn đăng ký kênh Vbox Kids Coloring và nhấn chuông thông báo để đón xem những tập thú vị tiếp theo nha.